Ủa anh chưa, anh chưa? Cái này dưa hoang hoang kiếm hả? Cái này là dưa lưới hả? Dạ, tại đây. Em lựa cho. Cứ hỏi mấy trái đi. Có chứ, anh Tư, xe múa má. Cái này anh sao? Đây em còn. Anh cho dưa hụt nữa sao nữa. Bỏ cái hộp ra anh hụt nữa. Anh chưa ăn không? Hả? Ăn không? Sao đây hay? Đây, lấy một trái nào chín á. Bao nhiêu ký vậy? Không, tại là bao nhiêu ký? 2 ký rưỡi hơn, tính 2 ký rưỡi. Trà nặng dừng hơn. Dạ không được. 2 ký được rồi. Trời nắng cho nó nở ra nữa. Cái này có ngọt không anh hay là sao này? Gọt 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 luôn lên xe gọt được đâu, cắt cắt thành miếng ăn luôn. Ủa con cái này cũng vậy hả? Cái này ăn cũng vậy hả? Cái này cũng cắt giống dưa lưới luôn hả? Đâu đường ngoài kia, đường quốc lộ ngoài kia đi. Anh ăn tay này ngay. Quan ông thì mua ăn thử đi cho biết. Còn loại này với anh nhiều lắm. Hả? Anh à, anh ăn nó ăn ngon không? Mua để lên đó thì không kêu gặp bỏ sẵn bọc kìa. Không ăn ngon đúng không á? Cũng được. Chi lại thêm. Giống như kẹo sinh dung mà anh ăn vậy đó. Bọn mày đó. Để cho tôi nè. Cái này đỏ thôi. Cái này nè, cái này cái đỏ nè. Này đỏ hơn. Còn cái này giống này, giống gì đây? Giống gì đây? Giống như trái gì đây? Đó mày ăn lại bố nè, ăn tại này này. Miếng nướng này bố nè. Tại này nữa. Cho thử mẹ ăn đi. Nè, câu. Rồi đi. Nè, đi. Đây để em gọt cái. Rồi gọt đi. Đưa cho mẹ ăn thử mẹ. Rồi lấy cái dao thẻo ngang qua cái chuột nó đi cắt nó. Ngon không? Mấy trái thôi em ơi, dẹp cũng nữa lễ mắt đó. Không có cơ hội đi xuống đây nữa đâu. Đi cần tuần đứng về mà đâu cũng mang theo được. Ký là bán cao rồi đó, trên siêu thị người ta bán giá cũng vậy à. Ủa cái dưa lưỡi này là 30 ngàn tại hả? 1 ký à? Có cái dưa hoa kim 25 ngàn. 25 ngàn hả? Dạ. Để sau nó tổng ta. Dạ. Để miếng cho anh kiếm thùng á. Vậy nó nhũng ra luôn á. Anh để xong tốt đó hả? Nói chúng nó nói chúng nó đứng chạm được ơi. Chứ chạm chạm nó hết mãi lên màn thế đó. Không có đâu đây. Đây bán rẻ là chạm. 30 ngàn chưa chưa được. Bán đúng giá thì bán cái được. 25 ngàn giữa nó hàng kiếm. Chúng Bình Thuận á, chầu Nguyễn gắn nửa trẻ dưa hậu ủng hộ á, đất mất cây ngan á. Này ngon đó. Này giòn lắm nè. Từ mẹ nó ngon á.
ngon này mua đại nữa mà ngon mà mua đại đấy. Ngon quá. Ừ, cũng được. Ngon cả là giờ lại ngon hơn. Ủa quên trái này chưa cân nữa. Hả? Có nhưng đôi đại năng ký rồi sao? Nhưng đôi gì? 2 ký. Nhưng đôi là được không? Được. Ê, mà mua hết cái đống dưa này xuống bán lại cho Hera Balad để nó làm chặt miệng. Anh mua thêm trái đi, trái ghẻ nè. Cái dưa vàng này nè. Ăn được không? Trái, 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 trái dưa lưỡi á, lan lên trái dưa lưỡi. Rồi, để em chút nha. Ừ. Gọt luôn hay để nguyên? Gọt hết luôn. Rồi, ngay ở Lâm Đồng rồi. Hả? Lâm Đồng? Lâm Đồng á, Lâm Đồng có trồng dưa này người ta. Không, có, đó là cái dưa. Qua xuống đây thấy ủng hộ thôi chứ trên nó đầy. Lộc Hương à? Ở đâu? Lâm Đồng. Ở đâu ấy mới được? Bảo Lộc. Bảo Lộc hả? Em Bảo Lâm. Bảo Lâm là Bảo Lâm, Bảo Lộc là Bảo Lộc. Bảo Lâm giống anh Tiến Trọng ở đây. Theo tiếng gọi của chim không? Dân tộc gì? Mà cơ họ với chính thù à, nung nung là tôi bạc vào.